Vậy hôm nay mình xin trình bày tiếp cái phần tiếp theo của cái phần mô tả toán học hệ thống điều khiển liên tục của cái môn lý thuyết điều khiển tự động. Hôm nay mình sẽ trình bày về cái hàm truyền của hệ lò nhiệt và động cơ DC. Hệ lò nhiệt và hệ động cơ DC này là hai cái hệ thống kinh điển của lý thuyết điều khiển tự động. Ở trang số 50 sách lý thuyết điều khiển tự động thì có đề cập tới lò nhiệt. Lò nhiệt ở đây mình sẽ xét hệ thống mà có một vùng ngõ vào á, là công suất của lò nhiệt nó sẽ từ 0% cho tới 100%. Và ngõ ra của hệ lò nhiệt của mình sẽ là nhiệt độ. Công suất càng lớn thì nhiệt độ sẽ càng tăng. Và qua quá trình thí nghiệm thì mình sẽ có cái đặc tính của lò nhiệt theo cái hình vẽ này. Khi thời gian mà tăng thì lúc đầu lò nhiệt nó tăng hơi chậm, sau đó nó phải kéo một khoảng thời gian lì rồi nó mới lên được cái giá trị xác lập của nó. Thì trong sách họ sẽ sắp xỉ cái đặc tính chính xác này về cái dạng đặc tính gần đúng, có nghĩa là cái đoạn cong cong này họ bỏ đi thay bằng một đường thẳng luôn, còn cái đoạn phía sau này vẫn được giữ lại. Thì như vậy cái hệ đặc tính này nè, nó giống như là cái đặc tính đường cong này nhưng mà bị làm trễ đi một đoạn là T1. Do cái tín hiệu vào đó là hàm đất đơn vị, nghĩa là mình muốn cái nhiệt độ lò nhiệt mình nó bám theo một giá trị constant cho trước, cho nên cái RS của mình sẽ là 1/S, đây là biến đổi Laplace của cái hàm đất đơn vị ha. Lúc này cái đường cong này nè, nếu mà không xét có khâu trễ T1 thì mình sẽ có cái đường cong này nó giống như cái hàm FT bằng K 1 trừ E mũ trừ T chia T2, và K và T2 này mình sẽ phải chọn sao cho cái hàm FT này nó có đường cong nó giống với cái đường cong trên cái đặc tính gần đúng này. Và với cái hàm F như vậy thì mình sẽ có biến đổi Laplace tương ứng là biến đổi như thế này. Khâu trễ T1 này nó sẽ tương ứng với cái hàm truyền là E mũ trừ T1S. Có nghĩa là nếu một cái hàm truyền mà mình có cái một cái hàm truyền mà mình nhân thêm E mũ trừ T1S á, thì cái đặc tính của nó sẽ bị trễ đi một đoạn là T1. Có nghĩa là đặc tuyến nó thay vì như vậy nè, thì nó sẽ bị dời đi một đoạn T1 để trở thành như vậy. Mình có ngõ ra C được tính theo công thức này. Hàm hàm ngõ vào là 1 trên S thì mình sẽ suy ra được cái hàm truyền. Hàm truyền tức là C chia cho R sẽ được giá trị này. Và đây cái hàm truyền lò nhiệt mình có thể sắp xỉ tất cả các loại lò nhiệt. Nhưng mà mình mỗi loại lò nhiệt tùy cái độ trễ của nó thì mình sẽ có cái K, T1, T2 là những giá trị hàm số phải xác định. Bây giờ mình sẽ tiến hành xây dựng cái hàm truyền lò nhiệt trên MATLAB Simulink. Trên MATLAB Simulink mình đánh Simulink. Bây giờ ngõ vào là hàm đất đơn vị. Chọn step cũng được, còn không thì các bạn chọn constant thì cũng không sai, tại cũng đều là một giá trị hàng số thôi ha. À, tôi chọn step, giá trị ban đầu chọn là không, giá trị cuối cùng chọn là 1, 100% công suất á, tức là 1. Step time có nghĩa là giá trị ban đầu là không, nó sẽ mất một khoảng thời gian step time rồi nó bắt đầu mới dâng lên cái giá trị final value. Cho nên ở đây step time mình chọn bằng 0, tại thời gian bằng 0 á, là giá trị nó bắt đầu từ 0 nó nhảy lên 1 liền. Các bạn có thể dùng scope để kiểm tra. Ví dụ như chọn step time là 3 đi. Final value á, là 2 đi. Thì mình cho vô scope mình sẽ thấy. Đây, có nghĩa là sau 3 giây thì nó mới nhảy lên giá trị 2, còn trước đó initial value là giá trị 0. Đó. Initial value là giá trị 0. Đó. Sau 3 giây thì nó sẽ nhảy lên giá trị 2. Đó. Do ở đây
Mình đang xét hệ thống liên tục cho nên sample time của mình là 0. Rồi. Tiếp theo nữa mình sẽ chọn cái hàm truyền. Hàm truyền lò nhiệt mà chưa tương ứng với khâu trễ, tức là K chia cho 1 cộng T2S. Mình sẽ chọn continuous transfer function. Tử số hàm truyền sẽ là giá trị K. Mẫu số hàm truyền là T2 nhân S mũ 1 cộng cho 1 nhân cho S mũ 0. Đó, cho nên ra hai cái giá trị mình điện đây sẽ là T2 và 1. Rồi. Và khâu trễ E mũ trừ T1S thì mình sẽ chọn transport delay. À, mình muốn trễ bao nhiêu? Mình sẽ trễ cho trễ là T1. Rồi. Ví dụ mình cho công suất bây giờ mình phải sửa lại nha. Final value là 1, có nghĩa là 100% công suất. Step time là 0, có nghĩa là tại 0 giây là lập tức giá trị công suất mình sẽ nhảy lên 1 liền. À. Nếu mà công suất mình là 100% thì giá trị ngõ ra của mình ở đây MATLAB nó sẽ báo lỗi. Tại sao nó báo lỗi? Tại vì mình chưa có cái thông số. Mình chưa có cái thông số K, nó không hiểu thông số K là gì. Mình phải khai báo các giá trị thông số K, T1, T2 thì nó mới không báo lỗi. Mình đặt K bằng ví dụ như 20 đi. T1 mình đặt nó là 0, là 10 giây đi. T2 ví dụ như nó bằng 15 giây đi. Rồi. Này mình sẽ chạy. À, do mình đặt cái giá trị thời gian này quá nhỏ. Mình sẽ save cái chương trình này lại với tên là lò nhiệt. Mình sẽ save chương trình này lại với tên là lò nhiệt. Desktop. Đặt tên là lò nhiệt. Rồi. Mình xét thời gian mô phỏng là 100 giây. Còn nếu như mình chọn cái công suất là ví dụ như 20% thôi. Thì lúc này mình thấy khi nãy nó lên tới 20, giờ nó lên có 4 thôi. À, công suất nó giảm đi 4 lần. Step time của mình nè. Xin lỗi, thời gian trễ của mình là T1. Mà khi nãy mình chọn là T1 bao nhiêu em? Mình chọn T1 là 10 giây. Tới 10 giây sau nó bắt đầu thay đổi giá trị. Như vậy là mình đã mô phỏng xong cái hệ lò nhiệt ở trong MATLAB Simulink. Ví dụ như ở trang 48 và 49 thì tác giả có đề cập tới hệ động cơ. À, hệ động cơ thì trong cái hệ động cơ này của mình có ngõ vào là điện áp cấp cho cái động cơ. À, tức là điện áp phản ứng á. Và ngõ ra của hệ thống là vận tốc góc quay của động cơ. Đây, đó là omega trong cái miền tấn số S. Và trong cái trang 48-49 họ cũng đã tính toán ra cho mình các cái biểu thức trong cái miền Laplace mà nó thể hiện cái đặc tính của động cơ. À. Thì vận tốc góc quay của động cơ sẽ phụ thuộc vào moment mà động cơ tạo ra khi mà mình cấp cái điện áp ở phản ứng U. Thì mình nói động cơ nó sẽ quay, nó tạo ra một cái moment MD. Và cái vận tốc góc quay này của động cơ nó cũng phụ thuộc vào cái moment của tải. Có nghĩa là nếu mình tải mình càng nặng thì cái MT này càng lớn, thì cái omega này nó có xu hướng nó nhỏ lại ha. B, TC
K, Phi, R, U, T, U. Đó là những cái thông số của hệ thống, có nghĩa là những hằng số của cái động cơ đó. Từ các biểu thức trên thì họ có cái sơ đồ cấu trúc của động cơ điện một chiều. Đây, ngõ vào là điện áp cấp cho phản ứng ha, và ngõ ra là vận tốc góc quay của cái động cơ, gọi là vận tốc của động cơ ha. Và các bạn để ý là cái vận tốc động cơ nó vẫn phụ thuộc vào cái MT, là cái moment tải. Chỗ này thì có thể là tác giả đã in nhầm, chỗ này phải là MD mới đúng. À, với sơ đồ cấu trúc của động cơ một chiều như hình 2.7 ở phía tay trái thì mình sẽ tiến hành xây dựng cái hệ thống động cơ một chiều đó trên MATLAB Simulink. À, mình mở MATLAB lên và đánh Simulink. À, mình sẽ tạo một file mới. À, mình sẽ có một cái hệ thống mà nó có hai ngõ vào, và ngõ vào chính á là cái điện áp cấp cho động cơ, và một cái mỏ ngõ vào tác động khác đó là cái moment tải, và ngõ ra sẽ là vận tốc quay của động cơ. À, mình sẽ chọn khối mình sẽ chọn khối subsystem, rồi sau đó mình bỏ nguyên cái phần này vào trong cái khối subsystem. Như vậy thì nó nhìn sẽ đơn giản hơn, mình chỉ thấy cái ngõ vào ngõ ra thôi, còn bên những cái khối phức tạp này nó sẽ nằm bên trong khối subsystem. Như vậy thì mình dễ quản lý cái file của mình hơn. Đây, mình sẽ lấy khối subsystem ra, mình sẽ lấy khối subsystem ở đây ra. Rồi, trong khối subsystem này mình sẽ chọn nó có hai ngõ vào. Ngõ vào thứ nhất á, điện áp cấp cho động cơ. À, ngõ vào thứ hai á, đó là cái moment tải. Đó là mình Ctrl C, Ctrl V nha. Và ngõ ra của mình á là vận tốc góc quay của động cơ, Omega. Đầu tiên á là cái điện điện áp của mình nó sẽ cộng với cái điện áp hồi tiếp về, do cái vận tốc góc quay này nó chạy thì nó sẽ tạo ra cái điện áp hồi tiếp về. Mình sẽ chọn khối sum. À, mình thấy hình tròn không đẹp mắt thì mình có thể chọn hình hình vuông gì nó sẽ tạo thành khối hình vuông ở đây. Ngõ vào cộng và một ngõ vào trừ. Và omega này sẽ được nhân cho một cái hệ số có giá trị là k nhân cho phi. Và khối nhân thì mình sẽ dùng khối gen. Trong đây sẽ là giá trị k nhân giá trị phi. Đây là hai hằng số. Omega được tính thì bằng cái hiệu số của MT, của MD và MT đem nhân cho một cái hàm truyền. À, và khối hàm truyền thì mình sẽ tìm trong continuous. Transfer function. Hàm truyền này có tử số là hệ số tương ứng với bậc không á, là 1 chia b, tức là 1 chia b nhân cho s mũ 0. À,
mẫu số tương ứng với bậc 1 á, là TC. TC nhân cho S mũ 1 gọi là TC ha. Và 1 nhân cho S mũ 0. Rồi tiếp tục một khối sum nữa. À, moment tải. Và mình sẽ có MD, MD sẽ bằng Y dòng điện phản ứng nhân cho hệ số K phi. À, xin lỗi các bạn, thầy lộn dấu ở chỗ này. Rồi. Và sai số giữa điện áp phần ứng tạo ra do động cơ quay và điện áp phần ứng điện áp phần ứng mà mình cấp cho động cơ, thì cái sai số này nè nó sẽ được em nhân cho một hàm truyền là 1 chia RU cộng chia cho 1 cộng S nhân TU ha. T ứng. Đây là tử số, còn đây là mẫu số. Giờ mình sẽ tiến hành mình lưu cái file này ở desktop. À, desktop. Lưu với file đuôi là SNLX cũng được mà MDNL cũng được. Nhưng mà MDNL thì là cái file đó nó ở cái version thấp hơn. Như vậy những cái file MATLAB khác nó sẽ mở được dễ dàng hơn. Còn SNLX thường là những cái MATLAB cao. Nếu mà lưu với cái tơ đuôi là SNLX thì sau này những cái MATLAB thấp khác nó cũng sẽ khó mở. Còn cái chuyện đuôi MDNL hay SNLX nó không ảnh hưởng tới chất lượng của cái file mà mình tạo ra nha mấy bạn. Đặt tên là mô phỏng động cơ. Rồi. Như vậy đây là cái hệ thống động cơ của mình đây. Bạn đặt tên là động cơ. Và mình sẽ phải khai báo các thông số như là RU, TU, K, V, B, TC. À, thì lúc mà mô phỏng nó mới thừa, hệ thống mới có thể mô phỏng được. Thì mình chọn mask. Create mask parameter, mình sẽ khai báo các thông số đó, ví dụ như thông số điện trở phản ứng của động cơ. Đó, biến nó là biến RU hoặc là, và tương tự là mình khai báo tất cả các thông số còn lại của động cơ như sau. À, mình nhấn OK thì nó sẽ lưu các tên các thông số tương ứng với giá trị biến mà nó sẽ gán vào. À, như vậy một khi mình muốn khai báo thông số của động cơ, mình double click vào hệ subsystem thì mình sẽ được quyền khai báo các thông số tương ứng của động cơ. Ví dụ như điện trở phản ứng động cơ mình gắn ví dụ như là 1 ohm. À, thì lúc này giá trị RU nó sẽ bằng 1. À, hệ số ma sát có thể là mình chọn con số tùy chọn ở đó. Thời gian điện từ ví dụ như 2 0,2. Thời gian điện cơ ví dụ như 0,4. Hệ số K mình cho ví dụ như là 1. Tự thông kích từ mình cho ví dụ như là 1. À. Còn nếu giả hạn mình muốn sửa chữa cái mask subsystem thì mình mask look under mask thì mình sẽ được quyền sửa chữa. À, xin lỗi, mask edit mask. À, thì mình sẽ được khai báo lại các thông số
của hệ thống. Còn ví dụ như mình muốn hay mình double click vô thì nó bắt mình khai báo thông số hệ thống. Bây giờ mình muốn coi bên trong khối subsystem thì mình chọn mask look under mask như khi nãy. Thì nó sẽ ra các khối bên trong của mask under các khối bên trong khối subsystem. Rồi. Và bây giờ mình sẽ giả lập. Mình giả lập đó, ngõ vào của điện áp mình cấp là hai mươi bốn. À, moment tải mình chọn là cái này chỉ giả lập thôi nha. À, ví dụ như là 0,2. À, thì lúc này mình coi vận tốc quay của động cơ là bằng bao nhiêu. Mình sẽ dùng scope để mình xem. À, mình sẽ dùng scope mình xem và bây giờ mình sẽ tiến hành mô phỏng. Đây. Với điện áp là 24, moment tải MT là bằng 0,2 thì lúc này mình sẽ có vận tốc gốc của động cơ là bao nhiêu đây? Khoảng cỡ 23. Xin lỗi, hai khoảng 24. Đơn vị theo hertz si là radian trên giây. À. Còn nếu bây giờ mình tăng moment tải lên, ví dụ như đây là 0,8, mình sẽ thấy rằng là vận tốc nó có xu hướng nó nhỏ đi một chút, tăng mạnh lên nữa. Thấy nè, khi nãy là khoảng cỡ 24, bây giờ chỉ còn có hơn 20 thôi. Hoặc chẳng hạn mình giảm điện áp xuống 20 24 bây giờ chỉ còn 12 thôi. Bạn thấy nè, bây giờ cái vận tốc gốc của nó chỉ còn có chưa tới 10. Như vậy là mình đã hoàn thành cái việc tính toán phương trình toán học của một hệ động cơ DC và mình đã tiến hành mô phỏng thử trên MATLAB Simulink. Và như vậy á, thì thầy vừa trình bày cái hàm truyền của lò nhiệt và hàm truyền của động cơ DC. Và chúng ta thấy rằng á, hai cái hệ thống này người ta không trình bày tới cái phương trình vi phân, tại vì phương trình vi phân của nó rất là phức tạp. À, đặc biệt là động cơ DC. Và anh thấy là trong cái sơ đồ khối mô tả hệ thống nó rất là nhiều hàm truyền bên trong đó. Nghĩa là bản thân cái hệ thống lớn nó gồm nhiều cái hàm truyền con bên trong đó. Nên diễn tả mô hình vi phân á, là rất khó khăn. Do đó sau này khi mà làm việc với các mô hình thường người ta quy về hàm truyền người ta làm hết đối với hệ tuyến tính.